chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trên tay chiếc Redmi 7 vừa được Xiaomi bán ra tại Việt Nam với mức giá là 2.990.000 cho phiên bản RAM 2GB bộ nhớ trong 16GB và 3.690.000 cho phiên bản RAM 3GB bộ nhớ trong 32GB. Điểm nhấn nổi bật của chiếc Redmi 7 này là việc trang bị con chip Snapdragon 632 và viên pin dung lượng 4000 mAh. Mặc dù là cái pin ấy thì chúng ta không có sạc nhanh mà chỉ có sạc 5V 2A thôi, nhưng mà với một cái chiếc máy trong tầm giá 3 triệu lại trang bị viên pin lớn như vậy và con chip thì thuộc dòng Snapdragon 6 nữa thì đây thật sự là một cái lợi thế rất là lớn của chiếc Redmi 7. Bởi vì theo mình nhớ, trong tầm giá này những cái chiếc máy chính hãng đa số thì chỉ dùng Snapdragon Series 4 hoặc là chip MediaTek thôi. Ngoài hai cái điểm nhấn nổi bật đó ra thì cái chiếc Redmi 7 này nó không có gì quá nổi bật hết, nhưng mà những cái còn lại gọi là nó vừa đủ hết, nhất là khi mà nó đã có một cái lợi thế rất là lớn ở cái phần con chip rồi, cho nên là chúng ta cũng hơi dễ dãi hơn một chút với những cái đặc điểm còn lại của máy. Trước hết về thiết kế, mặc dù mặt lưng phía sau chỉ là mặt lưng nhựa thôi, nhưng mà khung thì vẫn là khung kim loại, và ở phía trước thì nó còn được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5. Cho nên là tổng thể cái máy này thì cảm giác cầm nắm vẫn rất là chắc chắn. Phía sau còn được bo nhẹ này để cầm ôm tay thoải mái hơn. Mình chỉ có không thích một điểm thôi, đó là cái mặt lưng này nó rất là dễ bám bẩn. Mình mới lau chùi xong thì bây giờ nó lại tèm nhem nữa rồi. Mình nghĩ là mình sẽ thích một cái mặt lưng nhựa mà kiểu nhựa nhám luôn. Đằng nào thì cũng là nhựa rồi mà, nó sẽ hạn chế bám bẩn tốt hơn. Ở phía dưới thì chúng ta vẫn sẽ dùng cổng sạc micro USB và cảm biến vân tay thì được đặt ở mặt lưng theo kiểu truyền thống. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình 6,26 inch với độ phân giải là HD Plus. Mặc dù chỉ là HD nhưng mà với cái khoảng cách sử dụng thông thường, và nhất là như mình nói, vì cái phần con chip và mức giá nó gánh nhiều rồi, cho nên là chúng ta vẫn cảm thấy dễ chịu, nó không có quá nặng nề. Và cái màn hình này thì nó vẫn sử dụng kiểu màn hình giọt nước, nhưng mà Xiaomi ở Việt Nam thì không gọi là giọt nước mà gọi là giọt mưa. Điểm cộng rất là lớn của chiếc Redmi 7 này đó là việc nó cũng chạy MIUI 10, cho nên các bạn thấy là chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng thông minh rất là quen thuộc và tiện dụng của Xiaomi. Đơn cử nhất là cái việc ẩn ba phím điều hướng và dùng cái cử chỉ vuốt để thay thế. Đến giờ phút này thì cái cử chỉ điều hướng của Xiaomi vẫn là một trong những cái gọi là ngon nhất, tiện dụng nhất so với rất là nhiều những cái hãng khác. Đó, mọi cái thao tác hàng ngày, những cái app mà chúng ta hay sử dụng thì cái tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh. Về camera thì chúng ta sẽ có cụm camera kép ở phía sau, gồm một camera chính 12MP và một cái camera phụ 2MP dùng để đo độ sâu, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Và cái camera này thì nó cũng sẽ có AI nhận diện các thứ và các bạn có thể chủ động bật tắt. Tuy nhiên thì nó sẽ không có cái cảm biến để chụp ảnh 48MP giống như là Redmi Note 7 rồi. Còn camera selfie thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie 8MP. Tuy nhiên thì cái máy mình mượn ở đây chỉ là máy sample thôi, cho nên là cái phần camera nó vẫn chưa có hoàn thiện về phần mềm các thứ. Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi vì về bản chất thì Redmi 7 chỉ mới ra mắt cách đây vài ngày thôi tại thị trường Trung Quốc. Hơi bất ngờ khi mà Xiaomi mang nó về Việt Nam nhanh như vậy. Mặc dù là hiện tại chưa có trải nghiệm nhiều về camera, nhưng mà mình cũng không có kỳ vọng quá nhiều vào khi mà các bạn chọn Redmi 7 này, thì mình nghĩ là các bạn vẫn sẽ thiên về cái phần hiệu năng nhiều nhất. Redmi thì cơ bản là từ trước tới giờ kiểu là một cái con chip mạnh, cấu hình tốt, nhưng mà đi kèm một cái mức giá hấp dẫn, là cái phong cách quen thuộc rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.